Em khỏe, em đi làm. Đưa ông bà cả em. Nó cứ la hoài, nói nếu mà có mệnh hệ gì á, cô ba nuôi ông bà giùm con nghe. Nó cứ dặn vậy chừng hoài. 10 giờ sao rồi? Đừng khóc con, đừng khóc. Tay nó yếu. Nó yếu hơn Trời cái bữa ơi. trước á. Tối là nó khóc, nó kêu không à. Thấy nó Tối cũng... đêm nào cũng khóc hết trơn. Dạ, với nó yếu hơn lúc trước. Nó kêu cô ba đừng ngủ nha, cô ba con yếu rồi đó. Nó nói vậy Trời con thấy tội ơi. nghiệp quá. Ủa vậy luôn á hả? Dạ. La tới giờ luôn á. Rồi đi ra làm sao chút nó cũng kêu nữa. Dạ. Cô ba đừng đi bỏ con nha cô ba. Cứ vậy hoài hai mẹ con ngồi vậy nè. Trời ơi. Ủa rồi sáng giờ em có ăn được gì không? Không, đổ nước cũng đút cái gì cũng không uống hết trơn. Uống vô ói mà nó yếu lắm. Ông bà thì ở sao? Nó chạy tới chạy lui á, ông bà kêu đái thì đi cho đái. Dạ. Rồi chạy lên trước nó, rồi hai đứa nhỏ ngủ đây, ngủ võng. Một mình chị là phải dạ. lo cho ba người nằm liệt giường hết cả nhà. Thì tổng cái số tiền mà hôm nay qua kênh Barina cũng như là đến đây thăm gia đình cũng như là trao gia đình là chân thành em gửi lời cảm ơn mạnh thường quân gần xa đã giúp đỡ gia đình em để em có tiền đi chữa bệnh. Em chỉ mong muốn là ông bà của chú là giúp đỡ cho em được có tiền đi trị bệnh thôi. Em khỏe em luôn bà em. Cái mong muốn này của em là em bao lâu rồi? Để trong người bao lâu rồi? 2 tháng nay rồi. 2 tháng nay Từ rồi. cả bên tới giờ. Dạ xin chào quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước. Dạ hiện tại thì em đang ở thành chị tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay em cùng với anh em có trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh của em Quy, 24 tuổi. Thì em mắc một căn bệnh nấm não rất là nghiêm trọng. Hiện giờ thì virus đã ăn khắp người cũng như là hiện giờ đôi mắt em gần như là mù lòa cả nhà. Đó thì giờ em chỉ nằm một chỗ và không có đi đứng được như người bình thường. Bên cạnh đó thì ông bà nội thì cũng bị tai biến và nằm liệt giường. Thì tình hình sức khỏe rất là nghiêm trọng. Rồi do gia đình khó khăn là không có tiền để đi bệnh viện điều trị á, thì cũng có nhờ tụi em đến để chia sẻ, để kết nối với Mạnh Thường Quân. Thì sau khi mà chia sẻ thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay anh em của tụi em quyết định trở lại đây để thăm gia đình, để xem cái tình hình sức khỏe của ông bà cũng như là em Huy là như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng gửi những cái tấm lòng, những cái tình yêu thương từ quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân đến cho gia đình đó cả nhà. Hôm nay anh em cũng mới vừa đến đó cả nhà. Hôm nay trời mưa rất là nhiều luôn. Ở nhà của em Huy thì nằm cạnh một cái cánh đồng như thế này nè cả nhà. Hôm nay thì trời mưa, con chào chú nha. À nhà chú ở đây, nhà cô chú ở đây nè cả nhà. Chú hôm bữa thì cũng có chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của em Huy á. Hôm nay trời mưa nên đường cũng khó đi á. Nãy giờ thì tụi em cũng đục mưa ở ngoài cô hàng xóm. Tiền của Mạnh Thường Quân. Chào giờ cho gia đình. Mời cả nhà cùng anh em đi vào ha. Đi vào để hỏi thăm gia đình. Rồi em chào chị nha. Chào chị. Rồi chú chào con nha. Rồi anh chào Huy nha. Rồi. Bữa nay sao chùm mền vậy chị? À. Dạ, con chào ba. Bà, bà ở gần đây ha. Chào em nha. Dạ. Chị tắt quạt cho em xíu được không? Xíu. Bữa nay sao thấy lạnh hả chị hả? Chị vô trong ngồi đi. Cái đủ nghe mệt đi. Dạ. Hơi mệt. Dạ dạ, chị cho em cài cái mic. Làm chuyện ăn sao không kịp nữa, nó cứ kêu hoài đó. Nó nhức á. À là bị nhức hả chị? Nó bị nhức giò với nhức tai, nó la hoài. Thì sao em thấy tình hình sức khỏe giờ sao rồi Quy ơi? Em thấy trong người giờ sao rồi? Đừng khóc con, đừng khóc. Tay nó yếu. Nó yếu hơn cái bữa trước á. Tối là nó khóc, nó kêu không à. Thấy nó cũng... đêm nào cũng khóc hết trơn. Dạ, với nó yếu hơn lúc trước. Nó kêu cô ba đừng ngủ nha, cô ba con yếu rồi đó. Nó nói vậy, cũng thấy tội nghiệp quá. Ủa vậy luôn á hả? Dạ.
La tới giờ luôn á. Rồi đi ra sao chút nó cũng kêu nữa. Dạ. Cô ba đừng đi bỏ con nha cô ba. Cứ vậy hoài hai mẹ con ngồi vậy nè. Ôi ơi. Rồi sáng giờ em có ăn được gì không? Không, đồ uống nước cũng đút cái gì cũng không uống hết trơn. Uống vô ói mà nó yếu lắm. Yếu hơn mấy buổi trước. Dạ, ủa, yếu từ hơn. Khi mà tụi em đến đến nay là 2 hôm rồi không dạ, ta? Nhưng mà nó yếu lắm. Yếu hơn nhiều luôn. Nó yếu hơn nhiều, mặt mày nó yếu hơn nhiều luôn á. Trời ơi. Như bên đây nó ăn nữa nè, nó ăn đỏ hết rồi. Ờ, bên đây là đó, đỏ nè, hôm nay. Đợt trước đâu có đâu, dạ. Đúng hơn 2 ngày trước đó. Hôm nay là thấy đỏ hơn rồi nè. Dạ. Thôi giờ em nhìn thấy rõ không? Thấy rõ không? Thấy nó mờ mờ rồi. À, thấy mờ mờ hả? Dạ. Trời ơi. Bây giờ đem nó sức khỏe rất là yếu. Ông bà thì vẫn nằm ở dưới vậy hả chị hả? Nằm ở dưới. Mà nó yếu hơn, hai ngày trước á. Nó cứ kêu hoài à. Cứ kêu ở gần rồi đừng có đi bỏ, đừng bỏ đi xa. Dạ. Tối rồi mẹ con nằm võng chờ canh nó cho hai đứa nằm võng. Trời ơi. Ông bà thì ở sao? Nó chạy tới chạy lui á, ông bà kêu đái thì đi cho đái. Dạ. Rồi chạy lên trước nó rồi hai đứa nhỏ ngủ đây, ngủ võng. Một mình chị là phải. Dạ. Lo cho ba người mà nằm liệt giường hết cả nhà. Con. Ừ. Hai đứa nhỏ nữa. Dạ. Trời ơi. Em nó hổm gần mấy anh em vô thăm đó rồi tới bữa nay có ăn gì được không chị? Không, không ăn được gì hết trơn, đút cái gì cũng không ăn. Uống nước gì vậy? Lấy muỗng nè múc miếng miếng vô. Giữ mạng sống rồi dạ. Sao mà. Uống vô tới đây là nó ói ra rồi. Này nó yếu rồi. À, thấy yếu lắm luôn. Yếu mà nói chuyện cũng không được nhiều. Nói chuyện. Lên dài mẹ ha. Lên dài. Yếu nói chuyện cũng không được ấy ha. Dạ, nói chuyện cũng được nhiều, nó mệt á. Dạ. Hôm nó hả họng nó thở không à. Trời ơi. Hôm cũng sợ, ở nhà có mấy người à, rồi toàn người bệnh không, mình ơn nếu có bề gì không biết sao nữa. Dạ. Sợ lắm. Bữa đến thì chia sẻ thì cũng hiểu rõ về cái hoàn cảnh gia đình. Dạ. Gia đình cũng mong muốn thì có dạ. Chi phí cũng như là muốn đưa dạ. Ông bà với lại bé là lên trên Sài Gòn để điều trị bệnh. Dạ. Em có muốn đi Sài Gòn trị bệnh không? Dạ muốn. Muốn đúng không? Để cho bệnh em nuôi ông bà em. Em muốn lên Sài Gòn để trị hết bệnh. Dạ. Đừng khóc con, khóc hồi mệt nữa. Khóc là làm mệt hay hả dạ. Chị hả? Khóc là nó làm mệt. Bởi vì thương quá cả nhà ơi. Bây giờ mình chắc anh em mình xuống thăm ông bà cái hả? Rồi trước khi mà lên đây mình gửi những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đến cho gia đình luôn cho luôn. Em nằm đây nha, chút xíu anh quay lên nha. Để xuống thăm ông bà cái, coi ông bà sao rồi. Bà ẩm ẩm ngóc giùm con hả bà. Rồi mình đi xuống dưới cái đi rồi mình quay lên ha. Mình thì lo sợ cho nó. Dạ. Bệnh hoạn nhất rồi mình khóc rồi nó kêu cô ba nín đi, cô dạ. Ba nó cứ thôi có hai người không có gì. Thì trước khi mà khi mình đến đây thì đi đó, đây là xuống dưới này để ông bà nằm dưới này nè cả nhà. Ông bà dưới này nè có bác lại thăm. Con chào bác nha. Nó có nhà ông mới biết á ông. Con chào ông nha. Chào ông nha. Nó có nhà. Chào ba. Sao ông bà dạo này mấy bữa nay thấy sức khỏe đỡ không ông bà ơi? Thấy cũng xưa, lo hơi mệt. Chị ngồi đó chị. Bà hả? Lo hơi mệt rồi, bụng lớn muốn gì lớn uống nữa rồi. Cũng nằm vậy ha. Cũng nằm vậy. Có ai cho uống thuốc thì đó cho gì nè. Cho uống thuốc đó. Nếu là muốn ngồi thì ngồi sau lưng, là ngồi sau lưng đỡ cho uống thuốc. Dạ. Uống xong cái chừng 15-20 phút để nằm. Dạ. Phải có người mới được để thưa ông ngã ra sao. Lúc nào cũng phải có dạ. Người. Rồi còn bà nếu lên chợ bà thì ơi, bà sao rồi bà ơi? Thấy trong người sao bà? Cũng mệt ha. Bà thì nằm nữa cả nhà. Hôm bữa thì bà mong muốn là Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho bà là có tiền để đưa ông bà với lại bé là lên trên Sài Gòn trị bệnh đúng không? Hôm nay con lại thăm nè, cũng có những Mạnh Thường Quân thương gia đình mình cũng như là hỗ trợ á để tạo điều kiện cho ông bà với lại bé Huy lên Sài Gòn trị bệnh. Bà có mừng không? Mừng dữ lắm, cảm ơn Mạnh Thường Quân gần xa vậy, cảm ơn mấy chú dữ lắm. Dạ.
bà mệt, bữa nay bà mệt cũng mệt nhiều luôn. Bữa nay mệt nhiều quá hả chị? Mặt cũng sưng, mệt dạ. Trời ơi, nó là nằm thôi nha. Thương quá. Ông thì nằm đây, bà thì nằm đây, còn bé Quy thì nằm trên kia. Dạ. Hôm nay bà hơi mệt. Ờ, hơi mệt hả chị? Dạ. Ví dụ như mà bây giờ thì mình đi lên Sài Gòn rồi ai là người trực tiếp mà đưa ba người đi chợ? Chị cũng đưa nữa, đưa đi rồi hai đứa nhỏ thì gửi. Gửi cho ông sớm. Dạ. Chứ giờ làm sao giờ? Dạ. Là chị lên chợ rồi gửi hai bé cho hàng xóm hả? Dạ, gửi cho hàng xóm. Rồi có người quen ha mình dạ, gửi. Có người quen mình gửi vậy nè. Dạ. Xuống đi con. Chứ cùng một lúc mà đi ba người như thế này thì cũng rất là khó khăn á, một mình chị á. Dạ. Lên trên chảnh thì có ông xã có thời gian qua phụ chị được không? Cũng liên hệ dắt qua. Dạ. Dạ. Rồi ông với bà ngồi được không chị? Ngồi phải đỡ sau lưng. Là nói đi xe là mình ngồi được. Có đi xe là chắc phải nhờ người đưa ra ngoài đầu đường quá hả? Dạ. Đúng rồi. Lên trển để khám coi như thế nào chứ thấy ông bà nằm mà không có điều kiện để đi á, xót xa nha. Bà cũng hơi mệt nhiều. Dạ. Thì mới cách đây thì dạ, khoảng 2 ngày thôi anh em đến chia sẻ. Cả nhà. Hôm nay tụi em tức tốc để trở lại để trợ duyên cho gia đình, để tạo điều kiện cho gia đình lên trên Sài Gòn để trị bệnh. Dạ. Dạ, ông cố gắng nha ông nha. Dạ. Để con để nói chuyện với chị coi sao. Để mình sắp xếp để sớm mình đi cho kịp á. Dạ. Chứ để nằm hàng ngày qua ngày gì cũng không tốt. Ví dụ như đi là bây giờ đi là đi khoảng mấy người đi bệnh viện? Ba người luôn. Đi hết chứ. Đi hết luôn. Ông bà với lại bé Quy đi luôn. Rồi chị đi luôn. Gửi hai đứa này. Gửi có nhờ mấy chị ở đây nè gửi hai đứa này. Ông bữa nay ông cũng mặt sưng môi sưng. Ông cũng mệt nữa. Ông rồi ông cũng phải đi để khỏe rồi phải khỏe lại mới được. Dạ. Dạ. Ông bữa nay chứ mặt mày sưng với môi sưng. Bữa nay đây là ông bà đây là. Ông bà lại thăm á. Xui. Hả? Ông ở đằng xa. Cũng lại thăm ông ha, chú ha. Ở dạ. Cách chở bằng cái số. Thấy hình ảnh này xót xa quá ông ha. Bà nhìn thương quá nha. Dạ. Dạ. Đúng rồi con. Dạ. Dạ. Xuống con. Cũng gán để đến để thăm. Đứng gá con, ngồi giỏng như Úc. Rồi bây giờ cũng nhỏ xíu. Dạ. Chuyện nghe gì ổng lại thăm. Dạ. Cầm cái gậy đâu. Ổng cũng đang bệnh đó, ổng xuất viện gì cái bắt đầu ổng nằm luôn rồi. Không xui này đi nằm cái luôn này. Xuất viện gì cái ổng lết luôn. Rồi, rồi. Nhà rồi bây giờ thì ông bà chỉ nằm vậy thôi chứ cũng chỉ nằm thôi. Cũng không biết như thế nào luôn. Bây giờ mình lên trên đi, mình lên trên để mình triển khai luôn ha luôn ha. Dạ. Ông bà ngồi ha, ngồi nói chuyện với ông bà nằm ha. Để con lên trên con nói chuyện với chị bạn với chị coi để coi chừng nào để mình đi được. Dạ dạ. Nhà, bây giờ thì em đi lên phía này nha. Tại vì ông bà thì nằm ở tuốt ở nhà sau, còn bé Quy thì nằm ở trên này á cả nhà. Khi mà vào thì cũng mỗi lần còn gặp bé Quy trước thì hai đứa nhỏ vào phía này sao? Không nằm được, nó cứ kêu hoài nè, cho hai đứa nhỏ nằm võng. Dạ, nguyên đêm là không. Nguyên không đêm ngồi vậy nè, ngồi gần nó, để nó nhức nhối gì bóp tay bóp chân rồi nó cứ hả họng nó thở không à. Dạ. Trời ơi. Thôi mà có gì là không biết sao nữa. Khi mà đi lên thành phố thì mình cũng chưa biết là cái chi phí như thế nào hết. Dạ. Dạ. Cũng chưa từng đi nữa. Chưa từng đi luôn. Dạ. Dạ. Cũng chưa biết như thế nào cả nhà. Thì hôm nay thì anh em đến đây trước mắt thì thăm cái tình hình sức khỏe của em Quy cũng như là ông bà để gửi đến quý khán giả. Thì bên cạnh đó thì cũng anh em cũng có nhận được một số tiền từ quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ thì anh em cũng thống kê cũng như là trao cho gia đình mình luôn ha. Dạ. Trao trước khi mà tiếp tục cái câu chuyện ha. Dạ. Thì qua kênh Bagina thì đến cái thời điểm hiện tại mà nhận được sự hỗ trợ từ quý Mạnh Thường Quân thì em bây giờ em muốn xin phép quý Mạnh Thường Quân để đọc cái danh sách hỗ trợ cho em Quy cùng với ông bà là bị bệnh đó cả nhà. Dạ thì đầu tiên thì có em Quy là gửi cho gia đình mình là 200.000 ha. Dạ. Phở 45 ở Sài Gòn là 500.000. Ông Quynh Quỳnh, bà Thu Phan, Việt Kiều Mỹ
là gửi cho gia đình mình là 4.400.000. Một mạnh thường quân góp chút lòng cho gia đình cô, ba người bệnh 200.000. Cô Huệ ở Bỉ là 1.800.000. Giúp bé trai 24 tuổi 300.000. Chị Hà Ngọc Mai 200.000. Chị Trần Thị Mỹ Hằng 300.000. Chị Phùng Diệp Thí là 300.000. Chị Nguyễn Thị Hương là 300.000. Một mạnh thường quân gửi đến gia đình cậu bé bệnh lạ ở Sóc Trăng là 500.000. Bạn Diệu, bạn Nghĩa, bạn Mai là 50.000. Chị Lê Thị Hà Vi là 200.000. Hỗ trợ gia đình 3 người bị bệnh là 250.000. Giúp em bệnh Vigood 200.000. Xin gửi giúp gia đình em 24 tuổi 200.000. Em Trâm 200.000. Anh Thông 500.000. Chị Phương Phan Thiết Bình Thuận là 1 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Tiết Mai là 200.000. Một mạnh thường quân của ít lòng nhiều 300.000. Anh Hoàng Anh là 200.000. Chị Trần Thị Kim Ly 300.000. Chú Dân cô Hồng ở Mỹ là 2.325.000. Gửi em Lý Hoàng Quy 300.000. Gửi em Quy bệnh Vigood mong em khỏe 150.000. Chị Trần Thị Thanh Hoa là 500.000. Ủng hộ em Quy bị Vigood là 50.000. Anh trai giấu tên 500.000. Anh chị Khang Thoa là 100.000. Cô Nhung ở Vũng Tàu là 1 triệu đồng. Tặng gia đình bé nhiễm Vigood là 300.000. Cuối cùng là chị Quỳnh Thị Mai Thảo 200.000. Thì tổng cái số tiền mà hôm nay qua kênh Bagina cũng như là đến đây thăm gia đình cũng như là trao gia đình là 18.025.000. Quy có mừng không Quy ơi? Rất là nhiều quý mạnh thường quân cũng như là khán giả thương em luôn, để ủng hộ cho em có cái điều kiện để lên thành phố trị bệnh đó. Dạ có. Rất là vui. Thì bây giờ em cũng xin phép quý mạnh thường quân trao cái số tiền này đến cho gia đình luôn cả nhà. Thì chị nhận ha, nhận để dạ. Ở đây bây giờ thì trước mắt thì chị đếm cái số tiền 8.825.000 giùm em cái. Đếm. Dạ đếm lại giùm em cái. Không ấy đếm đếm lại giùm em đi, cho. Ôi đếm đi chị. Đếm. Chị đếm. Đếm mà để như vậy cũng được. Đếm từ lớn lên cho anh em nhớ tiếp chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 8.025.000. Đó, rồi bây giờ tiếp tục là 10 triệu ha chị ha. Thì tổng cái đây. Chị nhận và đếm giúp em ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Đúng rồi chị? Dạ. Đủ không chị? 10 triệu. Không. Tại vì thì điếm thì hơi lâu, tại hôm nay tiền tờ trăm á. Nên là cũng mong khán giả như là quý mạnh quân thông cảm ha, tại vì phải điếm cho rõ ràng để mất công thiếu này kia mất công. Đó, đây là số tiền 18.025.000 từ kênh Bagina quý mạnh quân đã gửi qua cũng như là hỗ trợ cho em Quy 24 tuổi. Dạ. Thì tiếp đó thì qua kênh Quý Sa Tộc thì cũng có những cái tấm lòng của quý mạnh thường quân đã gửi cho gia đình á, thì bây giờ Quý Sa Tộc cũng triển khai cũng như là trao gia đình luôn ha. Dạ. Thì chia sẻ vừa rồi đó cũng qua kênh Quý Sa Tộc cũng nhận được ít tiền của mạnh thường quân để hỗ trợ cho gia đình để mà đi bệnh viện á cả nhà. Em đọc cái danh sách tiền hỗ trợ cho gia đình là đầu tiên là cô Hương. Cô Hương ở bên Mỹ thì gửi cho gia đình mình là 200 đô. Dạ. Đổi ra tiền Việt là 4.654.000. Người thứ hai là người giấu tên gửi cho gia đình mình là 2 triệu đồng. Cô Lận ở Đồng Nai gửi cho gia đình mình là 1 triệu. Còn cô Võ Ngọc Châu gửi cho gia đình mình là 2.355.000. Thì tổng cái số tiền ngày hôm nay nhận được là 10.010.000. Thì bây giờ em cũng xin chào cho gia đình luôn ha. Yeah. 10 triệu lẻ 10 ngàn. Đó là qua kênh Quý Sa Tộc luôn cả nhà. Giờ chị, em cũng có điếm gọi chị điếm lại giùm em ha. Tại vì cái số tiền mà Bịch Duy Thung đó em cũng đổi cái tiền đô của cô Hương á. Dạ. Yeah. 200 đô của cô Hương á. Hình như là 200 đô đó, giá là 2 triệu 3, 37 ngàn á. 27 ngàn. Chị gom lại hết đi, chị điếm một lần một á. Chị sắp cái tiền lẻ chị tiếp chung luôn đi, tiếp chung rồi chị điếm. Rồi lấy cái tiền lẻ ra đi. Tại cũng nhiều mệnh giá khác nhau. 10 ngàn á cả nhà. Thật sự thì đây là cái tấm lòng của các nhà hảo tâm, rất là nhiều người chung tay đều hỗ trợ gia đình. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. 7 triệu hả? 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu, 10 triệu, 10 ngàn. Đúng rồi, hả chị ha? 10 triệu, 10 ngàn. Đó là tấm lòng của rất là nhiều quý mạnh thường quân. Thế khi mà thấy em Quy nằm cũng như là ông bà nằm bệnh như thế này mà đang gặp rất là nhiều khó khăn á. Dạ. Nên là cũng chung tay lại hỗ trợ cho gia đình. Đây là cái số tiền mà đến thời điểm hiện tại mà anh em nhận được cả nhà. Đó thì hồi nãy giờ thì anh em cũng có đọc những cái danh sách của các nhà hảo tâm quý mạnh thường quân. Thì nếu mà có sơ suất, có thiếu tên một ai đó hoặc là như thế nào thì em cũng mong là quý mạnh thường quân liên hệ gấp qua kênh để biết mà anh em khắc phục á. Tại vì khi mà cái số tiền cũng khá là lớn nên là anh em có khi cũng sơ suất á. Nhưng mà tụi em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi. Mà nhiều quý mạnh thường quân thì không có ghi tên nên em đọc cái thông tin cái nội dung trong cái chuyển khoản á. Chắc là mạnh thường quân xem thì cũng biết là cái số tiền của mình gửi. Thì Quy em có gửi lời nào đến quý mạnh thường quân không? Em chân thành em gửi lời cảm ơn mạnh thường quân gần xa đã giúp đỡ gia đình em để em có thể đi chỉ bệnh. Trời ơi, em chỉ mong muốn là ông bà của chú là giúp đỡ cho em được có tiền đi trị bệnh thôi. Em đi trị bệnh em khỏe em luôn bà em. Cái mong muốn này của em là em bao lâu rồi? Để trong người bao lâu rồi? 2 tháng nay rồi. 2 tháng nay em rồi. Ngã bệnh tới giờ. Rồi nghe mà. Thực sự thì từ khi mà em nằm bệnh xuống thì em mong muốn là có tiền để đi trị bệnh thôi. Tại vì em không biết như thế nào hết. Khi mà anh em đến thì hỏi ra một cái câu là em có mong muốn gì không? Là em chỉ muốn là khỏe lại để đi làm, lo cho ông bà thôi. Tôi không có mong muốn gì hết nữa cả nhà.
và thương luôn. Thì chị có cái lời nào muốn gửi đến gia đình? Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân gần xa cũng như lòng hảo tâm của cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước. Và gia đình xin thành thật cảm ơn nhiều. Dạ. Thì tiếp đó thì cái việc mà đưa ông bà với lại em Vi lên Sài Gòn thì chị có dự tính gì chưa? Là bây giờ là có điều kiện là mình đi liền hay như thế nào vậy chị? Như bây giờ nếu mà có điều kiện gì đó là chắc đưa đi liền chứ để lâu quá không được. Ồ, là chị cũng muốn đưa đi liền. Dạ. Thì khi mà anh em đến chia sẻ cũng như là cũng đã liên hệ với anh Huynh, một cái người anh ở Sóc Trăng này thì cũng có quen biết ở bên chuyến xe từ thiện á, như là chuyến xe Nhật Tâm. Đó thì cũng mong muốn thì kết nối được với hoàn cảnh của mình đến để anh có một cái chuyến xe không đồng chở ông bà với lại cháu em Huy đây là lên trên Sài Gòn. Chị thấy sao? Chị tính là khi nào mình đưa đi được hả chị ạ? Để coi mốt có gì được mốt hay ngày mai hay ngày mốt chị theo chị thôi, gia đình mình sắp xếp thôi, tại chị còn phải gửi hai bé nữa. Chắc mốt đi, mốt rồi gửi hai đứa nhỏ rồi đưa nó đi liền chứ để lâu quá. Là sáng mốt. Dạ. Dạ thì vậy về em sẽ lấy thông tin cũng như là em sẽ gửi qua bên cho anh Vinh đó. Dạ. Gửi anh Vinh là để coi ngày mốt. Dạ. Trước nhất là lấy cái vị trí ở đây nè, với lại số điện thoại, hình ảnh người nhà nữa. Dạ. Thì bên chứ để lâu quá không được, mình có tiền đi trị bệnh liền đi, đỡ chút. Rồi ngày mốt là em với ông bà là đi lên Sài Gòn để trị bệnh. Dạ. Mình có biết là đi bệnh viện nào chưa vậy chị ạ? Giờ em chưa biết đi bệnh viện nào nữa. Giờ đó giờ chưa đi lên thành phố lần nào để trị bệnh á. Cũng như một hồi chắc mình phải coi tới bệnh viện. Coi bệnh viện nào. Thích hợp với em Quy á. Dạ. Em Quy đây, em Quy này chắc có một cái bệnh viện, bữa một người cô có nói bệnh viện là. Tại vì cái bệnh của em là về chuyên về ký sinh trùng á. Dạ. Bữa chị nói là bị nấm não hả chị hả? Nấm não. Nấm não. Một cái căn bệnh khá là hiếm cũng như là khi mà mắc phải thì nói chung là khá là nguy hiểm đó cả nhà. Giờ cũng chưa biết bệnh viện nào nữa. Gia đình cũng chưa biết bệnh viện nào. Đi lên thành phố chưa biết bệnh viện nào để điều trị cho nó. Dạ thì để chút nữa coi tụi em để tìm hiểu coi rồi cũng bàn với gia đình ngày mốt hả chị hả? Chị quyết định là ngày mốt ha. Dạ chứ có tiền mình đi liền đi đỡ chút. Có gì em để ngày qua ngày khổ lắm, thấy tội nghiệp nữa. Dạ. Lên trển để khám đi theo cái mong muốn của gia đình từ lúc đầu. Dạ. Thì cái số tiền này thì em cũng chưa biết như thế nào, cũng như là gia đình cũng không biết là đủ thiếu ra sao. Dạ. Thì trước mắt là phải có điều kiện thì mình đi rồi mình tính tiếp. Dạ. Hay Quy ha. Dạ. Em nên là em phải mừng nha, mừng lên đừng có gầu lo nữa nha. Dạ. Ngày mốt là mình đi rồi đó. Dạ. Cố gắng lên. Lên trển là lên bệnh viện là trị hết bệnh ha. Đừng có lo. Nghe nói thì cái bệnh của em này là lên ngay cái bệnh viện gì để em hỏi chị đó lại. Và chị là có thể là hết. Dạ. Hết, tại vì cũng không có nghiêm trọng đâu nên em đừng có lo nha. Dạ. Dạ cả nhà, thì bây giờ thì tiếp tục cái chương trình thì em cũng sẽ liên hệ qua anh Vinh để xem coi cái chuyến xe không đồng như thế nào để cho chắc nha cả nhà. Tại vì ngày mốt thì chị theo chị đây đi nữa, ngày mốt là sẽ tiến hành đưa em Huy cũng như là ông bà lên trên Sài Gòn á. Bây giờ em điện cho anh Vinh hãy xem như thế nào. Dạ alo. Chị ơi, em chào anh Vinh nha. Dạ nghe nói đi em. Dạ, tại vì tụi em cũng đang ghi hình ở một cái hoàn cảnh ở thành chị ở Sóc Trăng á anh Vinh. Thì như hôm trước thì em đã liên hệ qua bên anh thì cũng có cầu cứu là nhờ một chiếc xe không đồng ở lên Sài Gòn để trị bệnh cho ông bà với lại một bé trai 24 tuổi. Thì giờ em cũng đến gia đình mà cũng hỏi thăm nè, thì người nhà nói là có thể ngày mốt, sáng ngày mốt thì tiến hành là đưa ba người lên trên Sài Gòn. Anh Vinh thấy sao anh Vinh? Thì cái đó để anh liên hệ với bên xe Nhật Tâm xe không đồng cho. Dạ. Thì em gửi lại cái định vị kim cái định vị bên chỗ địa chỉ bên đó đi, rồi có gì anh báo lại với bên anh ta. Vậy là em gửi bây giờ một chút xíu nữa thì em gửi thông tin qua cho anh, hình ảnh rồi số điện thoại người nhà cũng như là vị trí ha anh Vinh ha.
À, bây giờ em chụp hình mấy người đó em cứ gửi qua với gửi thông tin cho anh đi rồi anh báo qua về bên đội nha. Dạ, còn muốn biết thêm nữa thì trong video của anh em thì anh Vinh chắc cũng đã xem rồi đúng không? Rồi, dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều nha, tụi em cũng đang ghi hình cũng như là đang gọi cho anh đây. Rồi rồi, ok em. Dạ rồi, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Dạ dạ. Rồi, không có gì em. Dạ dạ. Anh chị ha, thì em cũng mới vừa gọi ảnh rồi, để chút em gửi số điện thoại này kia qua bên anh Vinh. Anh có nhà thì qua video thì cho em cũng như là anh em ở đây thay mặt gia đình cũng gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của em Quy có điều kiện lên Sài Gòn. Đó thì qua video thì em cũng tiếp tục hy vọng thì thời gian sắp tới thì quý mạnh thường quân vẫn đồng hành cũng như giúp đỡ em Quy trong cái lúc khó khăn này cả nhà. Tại vì cái căn bệnh này cũng như là ông bà thì không biết là khi nào mà mới khỏi được, thời gian rất là dài nữa để điều trị. Đó nên là cần sự chung tay của các nhà hảo tâm và quý mạnh thường quân. Quý ơi, giờ thì em nằm nghỉ ngơi nha. Dạ. Nằm nghỉ ngơi rồi tiền thì tiền này là đưa cho cô giữ hay gì cô phải không? Đưa cho cô giữ hay sao? Để cho cô giữ để đưa con đi bệnh viện. Để cho cô giữ để đưa con đi bệnh viện. Dạ. Rồi cố gắng lên nghỉ ngơi ha, để mấy anh xuống để thông báo cho ông bà mừng em nha. Em cũng cảm ơn mấy anh rất nhiều. Cảm ơn mấy anh rất nhiều. Trời ơi. Cố gắng lên. Đừng xúc động nhiều rồi bệnh là thêm nặng nha. Chuyện này mình đi Sài Gòn mình khám bệnh là mình hết. Chuyện này là mình hết bệnh. Cố gắng lên mình cứ. Em cũng mong lấy vậy. Cố lên nha em. Mọi người. Cảm ơn anh. Em phải lạc quan lên. Dạ. Thì bây giờ chị cũng hết giữ tiền đi. Chị cất tiền đi chị. Giữ tiền đặng chữa trị bệnh cho em. Đây cô ba cất cho con. Đây là tổng số tiền thì hay khi qua kênh anh em thì đừng khóc nha con. Ở đây đây cô ba xuống dưới nha, cho ông nội bà nội cầm xuống cho ông nội mọi mừng. Dạ. Thôi em đi cầm chị. Để cái tay đừng cho tay Quy giật mạnh. Đây có bé gái đây là ngồi canh anh miết luôn nè. Cầm cái tay nó đó để nó giật mạnh văng tới đó. Trời giật. Giật tới đó đó. Dạ. Trời ơi. Co tay nó văng á, cụp nó đau nó la. Các nhà, bây giờ thì chị cũng cầm tiền xuống để thông báo cho ông bà biết là ngày mai mình đi ha chị ha. Dạ. Để cho ông bà mừng. Các nhà. Trời ơi trời. Thì mở tủ chi vậy? Nhưng mà đối với ông bà trong cái lúc này đó, rất là quý các nhà. Có cái hy vọng thì đi lên trên thành phố để trị bệnh đó. Đây ông ngồi vậy đây. Dạ. Ông dựa vô. Dựa. À mà dựa có ông đỡ ông vậy đó. Bên đi đỡ cũng đỡ đó. Dạ. Khó chịu gán kè ông lên nè, chứ ông nằm. Chứ nằm ghế rồi cũng cái lưng á. Dạ. Chị nói đi. À bên Mạnh Tường Quân với nhà hảo tâm. Dạ. Anh chị gần xa trong ngoài nước gửi tiền để cho ba với mẹ với Quy chị bệnh được 28.35.000. Dạ. Ông có mừng không? Vậy tôi cũng rất cảm ơn là lòng hảo tâm của nhà tài trợ. Dạ. Gần xa ở nước ngoài rồi đã hỗ trợ gia đình tôi, vậy tôi rất là cảm tạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Thì tôi có tiền để đi nằm bệnh viện. Ồ. Dạ. Tôi rất cảm ơn vậy đó. Chị thông báo cho con biết là chừng nào mình đi luôn chị. À, giờ được số tiền này nữa chắc mốt á con đưa cho ba đi quá. Ba với mẹ với Quy đi. Chứ để lâu không có được đâu. Mà mong muốn số tiền tài trợ rằng có đặng mình đi chị bệnh á. Ôi trời thằng này. Đổ sữa hả? Đổ sữa của ba. Trời ơi quậy. Giờ mong muốn nhà tài trợ rồi giờ có hết trơn rồi nè. Giờ là đưa đi mốt đưa đi ba người đi lên. Dạ. Đi lên thành phố để trị bệnh. Ngoài cái số tiền mà quý nhà hảo tâm hỗ trợ thì cũng có anh Vinh ở Sóc Trăng thì cũng đang liên hệ qua bên chuyến xe không đồng. Dạ. Bên từ thiện Nhật Tâm á. Dạ. Còn cầu cứu cho một chiếc xe để đưa gia đình mình đi. Đưa ông bà với lại bé Quy lên trên Sài Gòn là không có lấy tiền luôn. Dạ. Miễn phí luôn. Dạ. Đó. Ông cũng an tâm ha. An tâm. Dạ. Là ngày mốt là bắt đầu mình đi. Ngày mốt mình đi. Đó, ông bà nằm ở đây nè. Bà chắc bà nghe được ha chị ha. Nghe được. Bà mừng không bà ơi? Bà đừng có. Bà nghe nhưng bà mệt. Bà không cho bà mừng ha.
bà nè cả nhà. Dạ. Tàu là bay nhé. Cảm ơn tại sợ có quên mạnh thì quên nước ngoài độ. Dạ. Chú độ rất cảm ơn được tổ chức này đi trị bệnh. Dạ. Thôi thôi bà đừng có xúc động nè, bà đừng có xúc động. Bà xúc động rồi đã mệt đó. Đúng không chị hả? Dạ, bà mệt á, bà Huyền. Thôi bà đừng xúc động nữa ha. Rồi bà có ơn gì được rồi. Vì vậy bà cũng mệt rồi. Giữ gìn sức khỏe đi rồi mai mai mốt, mốt nữa thôi một ngày nữa là mình đi ha bà nha. Thương bà nha. Bà hay tin thì bà cũng xúc động. Bà xúc động bà khóc á. Thôi chị cất tiền đi chị ơi. Dạ. Đó bà nha. Thì mới vừa rồi. Nhờ có mấy chú xuống đây mới đi được có số tiền này. Dạ. Thế chị bệnh. Dạ. Tôi rất mừng, cảm ơn nhiều lắm. Quan trọng bây giờ là mọi người cũng như quý mạnh thường quân là muốn gia đình mình khỏe lại, trở lại cuộc sống bình thường. Đó là một cái niềm vui rất là lớn đó bà. Bà cố gắng nha. Dạ. Theo cái mong muốn của gia đình mình luôn rồi đó. Dạ. Bà phải lập quan đi con nói luôn. Dạ. Ừ, con chào ông nha. Dạ. Chào ông. Dạ. Thì đó là hôm nay thì ông cũng qua đây cũng như thăm ông bà với em Quy nè cả nhà. Thì hôm bữa thì ông cũng có lên và cũng như cũng có nhờ quý cộng đồng giúp đỡ cho gia đình. Thì hôm nay tụi con đến đây cũng nhỏ thăm gia đình thì cũng gửi cho gia đình số tiền là 28.35.000. Dạ. Dạ. Thì ông có cái lời nào muốn gửi đến quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân không ông? Dạ. Tôi cũng rất cảm ơn mạnh nhà hảo tâm nhà mạnh Trường Quân đã giúp đỡ cho hộ này rất là khó khăn. Bây giờ thấy được cái số tiền lớn này là cũng đi đi nằm nhà thương coi coi cho ấy được bình thường lại. Dạ. Yeah. Ở bên đó thì ngày mốt thì là gia đình bắt đầu là lên mốt, Sài Gòn. Mốt bắt đầu lên Sài Gòn. Dạ. Yeah. Yeah. Có chuyến xe không đồng đưa đi luôn. Đang liên hệ, con hy vọng thì không tốn sợ phí. Ồ, nếu mà được như vậy là quá tốt luôn đó không? Vậy là xe vô đây rồi mình mới điện qua mình mới đi. Dạ mình chắc cái này đường này thì xe lớn vô không được không hả? Không, xe nhỏ được. Xe em đa chở ra. Ồ, chắc phải chở. Không, xe nhỏ qua bên kia đi rồi đậu đậu bên kia mình chở người này ra. Ồ. Như vậy thôi. Đậu kia đậu cầu. Dạ, đậu bên kia rồi mình chở người bệnh ra. Mình đi sớm như vậy là nó có thể phục hồi lại. Ồ. Được khỏe lại, cảm ơn rất. Dạ, ông cũng mừng ha. Dạ. Rồi, cảm ơn ông rất là nhiều, chúc ông có nhiều sức khỏe ha. Dạ. Ở cả nhà thì hôm nay thì anh em đến đây cũng như là hỏi thăm gia đình thì ông cũng qua đây, ông cũng san sẻ một chút cái tình thương của mình Hồng Quân đến cho gia đình đó. Rồi, con chào ông nha. Rồi, chào ông nha. Dạ, rất cảm ơn. Dạ dạ. 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 Mới vừa rồi thì anh em cũng như là cũng đã đến hỏi thăm về cái tình hình sức khỏe của ông bà cũng như là trao những cái tình yêu thương đến cho gia đình. Thì như quý vị cũng khán giả cũng đã biết thì cứ ngày mốt thôi, ngày mốt nữa thì chị đây sẽ đưa cho ông bà với lại bé Huy lên Sài Gòn để khám cũng như là điều trị bệnh đó cả nhà. Một lần nữa thì em cũng xin phép gửi một lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân ha. Chúc quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm có thật là nhiều sức khỏe, thật bình an trong cuộc sống. Dạ thì bây giờ cho phép em cũng như là anh em ở đây tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Rồi con chào ông bà luôn nha. Chào chị nha. Chào ông nha. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Dạ. Dạ có mấy chú mới tìm được số tiền. Rồi đổ sữa nữa rồi kia. Chào. Ừ. Đổ sữa hoài luôn. Dạ con chào bà. Ngày rất là vui cả nhà. Rất là vui. Dạ. Mừng dữ lắm chú ơi. Dạ. Cảm ơn mấy em nha. Về nha, chào em nha. Dạ. Hy vọng là ngày nào gần nhất thì anh gặp em nữa thì em lại khỏe lại nha. Dạ. Ngồi nói chuyện với anh ha. Dạ. Ừ, cố lên. Dạ. Ủa lạnh mà lại bật quạt hả? Nó vậy đó. Ừ. Nó thiếu hơi, thiếu gió. Thiếu gió. Cho thoáng nha. Nó thở hoài à. Dạ.